Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Seven News, kênh tin tức giải trí tổng hợp với những thông tin mới, nóng và rất hữu ích được chúng tôi cập nhật hàng ngày. Mở đầu bản tin hôm nay là một tình huống khá nguy hiểm. Quả bóng bay bằng khí hydro đã hóa thành quả cầu lửa và suýt thiêu sống cô gái sau trò đùa bằng bật lửa của người bạn ngồi bên. Theo đó, tại một nhà hàng ở thành phố Trùng Khánh, miền Nam Trung Quốc, hôm 22 tháng 10, đã xảy ra một sự cố hy hữu từ những gì được camera an ninh trong nhà hàng ghi lại có thể thấy lúc này một bàn ăn có bốn người bất ngờ xảy ra một vụ nổ lớn chỉ vì người phụ nữ mặc áo khoác jean đang ngồi đột nhiên đứng dậy rồi âm thầm choàng tay ra sau lưng cô bạn đang cầm bóng bay bên cạnh mình để dùng bật lửa đốt quả bóng hydro mục đích là chỉ muốn quả bóng nổ lớn trêu người bạn giật mình nào có nghĩ tới quả bóng vừa nổ vừa phóng ra lửa, còn suýt nữa thì thiêu cháy cô bạn đang cầm quả bóng. May mắn thay, không có ai bị thương. Một nhân viên tại nhà hàng tiết lộ rằng quả bóng bay bị đốt là do bàn thách đấu giữa các khách hàng. Đoạn video ghi lại vụ việc, sau đó đã nhận về nhiều bình luận của cư dân mạng. Đa số đều phẫn nộ trước cách đùa giỡn thiếu suy nghĩ của người phụ nữ mặc áo khoác jean. Sau đây là một vài bình luận đáng chú ý cứ nghĩ cô ta đang cầm tâm xỉa răng. Ai ngờ là bật lửa, đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Bó tay, xem mà hú vía, tưởng cô gái đó cháy luôn rồi. Nghịch dại, lỡ có chuyện lớn thì hối hận cả đời. Camera chạy bằng cơm Thái Bình kể chuyện vợ con của Sơn Tùng MTP Ngày 10 tháng 11 vừa qua, cộng đồng mạng, đặc biệt là các bạn trẻ nháo nhào với đoạn video được một tài khoản chia sẻ, trong đó là một buổi trò chuyện thân mật giữa bác gái bán hàng rong ở Thái Bình cùng với chủ nhân đoạn video. Nhưng điều đáng nói ở đây là bác gái bán hàng rong ở Cùng Làng với Sơn Tùng MTP đã kể chuyện vợ con được giấu kín bấy lâu nay của nam ca sĩ. Được biết Sơn Tùng MTP là một ca sĩ nhạc sĩ nổi đình đám nhất hiện nay, là cái tên nóng mỗi khi được nhắc tới, dù trong suốt nhiều năm hoạt động, chàng ca sĩ này rất hiếm khi chia sẻ về đời tư, đặc biệt là về trạng thái tình cảm hay hôn nhân của mình. Tuy nhiên, dù không công khai nhưng cư dân mạng chắc chắn rằng Sơn Tùng và nữ ca sĩ trẻ đẹp Thiều Bảo Trâm đã duy trì mối quan hệ yêu đương bí mật dài 8 năm trước khi Sơn Tùng chưa trở thành ca sĩ hạng A đứng top 1 như bây giờ. Thế nhưng đó là vào thời điểm trước khi MV Chúng Ta của Hiện Tại của Sơn Tùng MTV ra mắt, bởi sau khi hợp tác với nữ diễn viên mới đóng chính trong MV này, Sơn Tùng đã để lộ nhiều chi tiết đã chia tay với Thiều Bảo Trâm để phát triển mối quan hệ với Hải Tú, nữ diễn viên được đề cập bên trên. Đứng trước ồn ào và tò mò của dư luận, các nhân vật liên quan đều chọn im lặng. Ngoài Thiều Bảo Trâm thì Sơn Tùng và Hải Tú cũng không tham gia nhiều dự án hay phát hành bài hát mới. Nhưng đoạn clip bác gái hàng rong tiết lộ Hải Tú đã xin cho chàng ca sĩ đình đám này một người con trai. Đồng thời cho biết cả làng ai cũng thích người yêu cũ của nam ca sĩ hơn người vợ hiện tại đã đang làm cho những cái tên nói trên nóng trở lại. Thưa quý vị, sáng ngày 11 tháng 11, lực lượng chức năng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ BC07 công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã dập tắt đám cháy trên một tàu cá đang neo đậu tại ô thuyền Thọ Quang phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Theo đó, lúc 2 giờ 20 phút sáng cùng ngày, đội năm phòng BC07 nhận được tin báo tàu cá đang neo đậu gần bờ cuối đường nội bộ Âu Thuyền Thọ Quang bị cháy. Đội Nam nhanh chóng xuất xuồng và cano chữa cháy, cùng 14 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Tại đây, tàu cá do ông Hồ Văn Tình, sinh năm 1954, trú thành phố Đà Nẵng làm chủ, đang bốc cháy dữ dội tại cabin sau neo đầu ở vị trí thuận lợi, lực lượng chức năng sử dụng máy bơm chữa cháy, triển khai khoanh vùng và khống chế đám cháy phát triển. Tuy nhiên, tình hình đám cháy có diễn biến phức tạp, địa hình khó tiếp cận, đám cháy xảy ra vào ban đêm, lượng tàu bè tập trung gần khu vực cháy khá đông, khối lượng chất cháy tập trung lớn dễ xảy ra cháy lan, cháy lớn. Phòng BC07 tiếp tục xuất một xe chỉ huy chở lăng, vòi và bọt chữa cháy cùng bốn cán bộ chiến sĩ chi viện vừa chữa cháy vừa ngăn chặn cháy lan. Đến 2 giờ 50 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn sau đó, không để xảy ra cháy lan gây thiệt hại cho các tàu cá bên cạnh. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tàu cá bị cháy rụi phần cabin, con số thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Vụ sập tấm đan cống khiến hai người tử vong, chết lặng khi nghe tin chồng gặp nạn. Đang làm giúp việc cho một gia đình ở thành phố Vinh, Nghệ An, thì bà Trần Thị Xuân nghe tin dữ về chồng là ông Đặng Văn Chính, sinh năm 1958, chú Quỳnh Lưu, gặp nạn. Bà chết lặng, bởi mới hôm trước, người chồng vừa gọi điện thông báo mới nhận đi làm công trình trên tuyến cao tốc Bắc Nam. Sự việc quá đột ngột khiến mẹ tôi hụt hẫng, không tin vào sự thật là bố tôi đã mất, càng ăn ủi động viên thì mẹ lại càng khóc. Anh Đặng Văn Cường, con trai ông Chính tâm sự. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 9 giờ ngày 8 tháng 11, thời điểm đó ông Đặng Văn Chính, sinh năm 1958, trú xã Quỳnh Thuận và ông Phạm Ngọc Sưu, sinh năm 1963, trú xã Quỳnh Thọ đang tháo dỡ ván khuôn tường thân mỏng công thoát nước thì xảy ra tai nạn lao động. Vụ tai nạn khiến ông Chính, ông Sưu tử vong. Nhắc đến sự việc, anh cường nhìn vào cuốn sổ tay nhỏ của người bố nghẹn ngào, "Bố tôi đi làm công trình này mới được 3 ngày." Bố đi vào ngày 22 tháng 9 âm là ngày mùng 5 tháng 11 dương. Trong sổ mới ghi đến ngày 7 tháng 11, tức mới làm được 2,5 ngày công. Đến sáng ngày 8 tháng 11 thì bố gặp nạn. Người chú họ nói thêm vào, ông chính ghi rõ bởi ông là người rất cẩn thận. Hơn nữa vì nhiều năm trước, ông đi làm ở một công trình khác đã không được chủ công trình trả tiền công. Nghề chính của ông chính là bám vào đồng muối từ tháng 3 đến tháng 7, bởi vậy khi có người gọi đi làm công trình là ông đi ngay. Các con có khuyên ông đã có tuổi, không nên đi làm việc nặng nhọc nữa, nhưng ông không muốn phiền đến con cháu. Theo báo cáo của đơn vị này, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn là do thời gian vừa qua có mưa kéo dài, dẫn đến nền đất xung quanh chân thân móng bị bão hòa, mềm yếu. Mặt khác, công nhân làm việc thiếu thần trọng dẫn đến vụ tai nạn. Thưa quý vị, Bộ trưởng Công an cho rằng, quy định xe ưu tiên được vượt đèn đỏ là rất dở đang đèn xanh được đi thì lại phải đứng lại do cảnh sát ngăn nhường đường cho xe ưu tiên, rất nguy hiểm, ông nói. Quan điểm này được Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an đưa ra trong phiên thảo luận tổ sáng ngày 10 tháng 11 về dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Quan điểm được Bộ trưởng Công an nhấn mạnh là tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà nước, nhưng luật cũng phải phục vụ nhân dân, đảm bảo quyền lợi của người dân góp ý về quy định liên quan chỉ huy giao thông. Đại tướng Tô Lâm dẫn chứng bài học ở các nước. Ông cho biết khi đi công tác nước ngoài, thấy các nước làm rất chuẩn theo hướng, đã ra đường chỉ có một luật và đèn đỏ phải dừng lại. Song thực tế ở Việt Nam, khi đèn đỏ xe ưu tiên vẫn được đi qua, như thế là xe ưu tiên không thực hiện luật. Quy định này rất dở và nguyên nhân do điều hành giao thông. Theo lời Đại tướng Tô Lâm, ông nhắc lại ở nước ngoài, dù có xe cảnh sát dẫn đường, nhưng dứt khoát đèn đỏ phải dừng lại khi cần thiết họ điều chỉnh cho đèn giao thông phù hợp còn ở việt nam mỗi khi có xe ưu tiên đi qua bộ trưởng công an cho rằng cảnh sát giao thông vất vả người dân cũng vất vả đèn xanh đang được đi thì phải đứng lại do cảnh sát ngăn để nhường đường cho xe ưu tiên rất nguy hiểm người ta đúng đường đúng luật thì phải được đi bộ trưởng nhấn mạnh lần soạn thảo luật này phải quy định hợp lý nhưng đúng luật chúng tôi cũng muốn xe ưu tiên dẫn đoàn nhưng phải đèn xanh mới được đi không thể cậy ưu tiên, luật chỉ có một, xe ưu tiên cũng không được ưu tiên khi đèn đỏ. Ông Lâm nói, trong trường hợp xe cấp cứu, cứu hỏa, Bộ trưởng cho rằng phải điều hành chặng đường đó là đường ưu tiên và người dân khác phải chấp hành. Ba con chuột tối xuất hiện ở Cao Bằng là do các đối tượng buôn lậu bỏ lại. Trước thông tin ba cá thể chuột tối xuất hiện ở Cao Bằng, ông Nguyễn Hữu Thiện, Phó Cục trưởng Cục Kiểm Lâm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, qua báo cáo nhanh của chi cục kiểm lâm tỉnh cao bằng về việc trên địa bàn xã đức long huyện thạch an cao bằng xuất hiện ba cá thể chuột túi được xác định là của các đối tượng buôn lậu trên đường vận chuyển qua biên giới bị kiểm lâm phát hiện thì bỏ trốn và bỏ lại hiện ba cá thể chuột túi này được chăm sóc và nuôi dưỡng bởi trung tâm cứu hộ sau đó sẽ xác minh nguồn gốc để có phương án phù hợp nhất lãnh đạo cục kiểm lâm thông tin cũng theo Cục Kiểm Lâm, để xác định chuột túi có phải là động vật ngoại lai hay không, cần phải có thêm sự kiểm chứng bởi các cơ quan khoa học. Trước đó, chính quyền xã Thức Long, huyện Thạch An, Cao Bằng, phối hợp cùng với người dân bắt ba con chuột túi xuất hiện trên địa bàn. Đây là lần đầu tiên trên địa bàn xã xuất hiện loài vật này. Mỗi con chuột túi nặng khoảng từ 8 đến 10 kg, đều khỏe mạnh. Sau khi bắt giữ, chính quyền địa phương đã bàn giao cho hạt kiểm lâm huyện Thạch An theo nhiều thông tin, ba con chuột tối xuất hiện ở Cao Bằng có thể là những cá thể chuột tối Wallaby. Loài động vật này có ngoại hình và cách di chuyển bằng hai chân sau giống với chuột tối Kangaroo, nhưng kích thước nhỏ hơn rất nhiều. Bi hài kẻ hiếp dâm đổ lỗi cho nạn nhân Phiên tòa xử bị cáo Ngô Thiện Toàn, còn gọi là Trì, sinh năm 1993, trú Khánh Hòa, về tội hiếp dâm xảy ra tranh cãi gây cấn xoay quanh việc có hay không sự đồng tình giữa hắn và người bị hại. Mặc dù tại tòa, bị cáo vẫn chối bay chối biến, nhưng lời khai tại hồ sơ điều tra đã tố cáo hành vi ham hố phạm pháp của gã. Sinh ra và lớn lên ở vùng biển Đại Lãnh, học hết lớp 6, Ngô Thiện Toàn nghỉ ở nhà theo bạn đi ghe. Theo cáo trạng, sau chuyến đi biển về, Toàn đến nhà anh Phan Văn Mão ở huyện Vạn Ninh, rủ đi làm vài ve cho giảng xương giảng cốt sau những ngày đi biển mệt nhọc bước vào thấy nhà không có ai, toàn đi thẳng vào bên trong. Thế chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, 35 tuổi, là vợ của anh Mão vừa tắm xong, đang đứng ở sau bếp, chưa kịp mặc áo. Phát hiện thấy toàn, chị Tâm vội chụp lấy áo, hai tay ôm che ngực, đồng thời quát, mày làm gì vậy? Chị này vừa quay lưng bỏ đi thì bị Toàn lao đến, một tay kẹp cổ, một tay ôm ngang ngực. Người phụ nữ hoảng sợ không kịp kêu la. Toàn xô ngã chị Tâm xuống đất, sau đó đè chị, định dở trò đồi bà trên giường, phòng ngủ và trong bếp khi mọi việc xong xuôi hắn thản nhiên ra về nạn nhân sau đó đã đến công an xã đại lãnh trình báo tại phiên tòa bị cáo một mực kêu oan cãi mình không hiếp dâm chị tâm mà được chị này đồng ý cho quan hệ lý do là vì chị cũng cảm thấy thích toàn sau nhiều lần hắn đến nhà chơi và ăn nhậu với người chồng toàn chỉ khai nhận có quan hệ với nạn nhân trên giường nơi phòng ngủ nhà trên và phủ nhận đã làm chuyện ấy tại nơi trái bếp việc giao cấu này là do người phụ nữ hoàn toàn tự nguyện Bị cáo không có hành vi dùng vũ lực và giao cấu trái ý muốn của nạn nhân như cáo trạng truy tố cũng như lời chị Tâm khai. Tòa tuyên phạt toàn 3 năm 6 tháng tù về tội hiếp dâm. Đối tượng sát hại người phụ nữ rồi giấu trong bao tải là chồng nạn nhân. Sáng ngày 11 tháng 11, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã di lý đối tượng Nguyễn Văn Tám, sinh năm 1987, chồng của nạn nhân Phạm Thị Hằng về trụ sở của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh để tiếp tục làm rõ hành vi sát hại vợ. Trước đó khoảng 12 giờ 30 ngày 10 tháng 11, người dân phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ căn nhà ở thôn Tân Lợi, phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên. Sau khi kiểm tra, người dân bàng hoàng phát hiện thi thể đang trong quá trình phân hủy nặng, được bọc trong túi ni lông và bao tải giấu dưới gầm giường. Nạn nhân là nữ giới. Nhận được tin báo, Công an thành phố Phúc Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Vĩnh Phúc đến hiện trường khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng, điều tra làm rõ sự việc. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự đã xác định đối tượng Nguyễn Văn Tám, chồng nạn nhân, là hung thủ. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương, di chuyển bằng máy bay đến địa phận quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi báo cáo Ban Giám đốc, Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Tổ công tác phòng cảnh sát hình sự đã trao đổi thông tin phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ đối tượng 8 đang lần trốn tại địa bàn này. Đồng thời, tổ công tác do Thượng tá Nguyễn Đỗ Huấn, trường phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh dẫn đầu vào thành phố Hồ Chí Minh di lý đối tượng 8 về trụ sở của phòng cảnh sát hình sự. Theo thông tin ban đầu mà đối tượng 8 khai nhận, do nghi ngờ vợ có người khác, sau khi hai vợ chồng cãi nhau, đối tượng đã bóp cổ vợ dẫn đến tử vong, sau đó mua về máy bay để tàu thoát. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng và công an tỉnh Vĩnh Phúc điều tra làm rõ. Văn Hậu ngồi xế sang hơn 5 tỷ đồng đón cô dâu Doãn Hải Mi. Sáng ngày 11 tháng 11, Đoàn Văn Hậu cùng gia đình dậy từ rất sớm, chuẩn bị cho ngày trọng đại. Tuyển thủ Việt Nam ngồi trên post Macan 2023 có giá hơn 5 tỷ đồng, di chuyển từ Hưng Hà Thái Bình lên Hà Nội, giúp nàng Doãn Hải Mi về riêng. Đoàn xe của nhà trai xuất phát vào lúc 7 giờ 30 từ sân vận động xã Hồng Minh, xe của Văn Hậu dẫn đầu. Quãng đường từ nhà Văn Hậu tới nhà của Doãn Hải Mi gần 100 km nên di chuyển khoảng hơn một tiếng đồng hồ. Văn Hậu mặc áo sơ mi trắng đơn giản, ngồi trên xe chờ giờ đẹp xuất phát. Sau khi lên tới Hà Nội, Văn Hậu mới thay trang phục chú rể và lên xe hoa đã được gia đình chuẩn bị sẵn. Dự kiến lễ ăn hỏi của Văn Hậu Hải Mi diễn ra vào lúc 11 giờ tại Hà Nội. Sau khi hoàn tất các thủ tục ăn hỏi, nhà trai chuẩn bị xính lễ xin đón Hải Mi về làm dâu. Đoàn Văn Hậu là một trong những ngôi sao nổi bật nhất của làng bóng đá Việt Nam những năm gần đây. Sau chiếc Mercedes-Benz GLC 300, gần 2,4 tỷ đồng, tuyển thủ Việt Nam tậu thêm chiếc Porsche Macan 2023. Đoàn Văn Hậu tỏ ra rất hồi hộp trong ngày đặc biệt nhất cuộc đời mình. Anh và Doãn Hải My đã có hơn 3 năm yêu nhau. Vào tháng 9 vừa qua, Văn Hậu cầu hôn bạn gái. Ngay sau đó, cặp đôi đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới. Chủ nhân trúng đấu giá chiếc ô tô biển xanh đời 2008 nhãn hiệu Land Rover xuất xứ nước Anh với giá 3 tỷ đồng là một người đàn ông còn trẻ có địa chỉ ở thành phố Thanh Hóa. Ngày 10 tháng 11, Chi cục Bảo vệ môi trường Thanh Hóa trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá thanh lý tài sản của đơn vị là chiếc ô tô biển xanh biển kiểm soát 36A 1771 đã qua sử dụng 15 năm. Việc thanh lý tài sản nhà nước lâu nay vẫn diễn ra bình thường ở các cơ quan đơn vị, thế nhưng một người bỏ ra số tiền 3 tỷ đồng để sở hữu chiếc ô tô đã cũ khiến nhiều người bất ngờ. Theo thông tin từ Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Thanh Hóa, chiếc ô tô nhãn hiệu Land Rover là loại xe 5 chỗ xuất xứ tại Anh, đã được sử dụng 15 năm với tổng quãng đường đã đi là hơn 300.000 km. Cũng theo thông tin, người trúng đấu giá chiếc ô tô biển xanh này là anh S, sinh năm 1990, ngụ Thanh Hóa anh S là một công dân bình thường tại địa phương, không phải chủ doanh nghiệp hay giám đốc. Như đã thông tin, ngày 25 tháng 10 năm 2023, công ty đấu giá hợp danh Hoàng Đức đã ra thông báo đấu giá tài sản của chi cục trưởng chi cục bảo vệ môi trường Thanh Hóa là chiếc ô tô biển xanh, biển kiểm soát 36A1771 nhãn hiệu Land Rover xuất xứ tại Anh, sản xuất năm 2008. Giá khởi điểm của chiếc ô tô này là 71 triệu đồng. Tới vòng thứ hai, anh S đã vượt qua 17 người để sở hữu chiếc ô tô này khi bỏ giá lên tới 3 tỷ đồng. Bản tin hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.